Hạt Kiếm Lâm huyện Đức Linh vừa phối hợp với Trung tâm Cứu Hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Cát Tiên tổ chức thả động vật rừng về lại môi trường tự nhiên tại tiểu khu 17, rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Cát Tiên. Động vật rừng được thả về với tự nhiên là hai mẹ con tê tê Java, gồm một cá thể cái trọng lượng 4,5 kg và một cá thể còn non trọng lượng 0,5 kg. Cả hai cá thể động vật này là do ông Ca Mang Trang sinh sống tại thôn chính xã Mê Bô phát hiện, bắt giữ và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Hai cá thể mẹ con tê Sava nêu trên nằm trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, theo Nghị định 84 của chính phủ.